Lập tổ đội nhận quà có hội, tham gia ngay sự kiện tổ đội tô màu diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Sự kiện tô màu nhận thỏ từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 để nhận trang phục, tiệc bể bơi, nón lá Việt Nam và thẻ nhân đôi điểm xếp hạng. Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 để nhận trang phục, tiệc bể bơi. Bước 1, mỗi người chơi hãy chia sẻ link và mời người chơi khác tham gia tổ đội của mình. Mỗi tổ đội sẽ có tối đa 4 người và mỗi người chơi có thể tham gia hỗ trợ nhiều tổ đội khác nhau. Khi bạn tham gia hỗ trợ đủ 10 tổ đội để nhận thẻ nhân đôi điểm xếp hạng duy nhất trong ngày 3 tháng 5. Đặc biệt, share link thật nhiều để đạt mốc 304.000 tổ đội toàn server để nhận vật phẩm nón lá Việt Nam. Bước 2, thu thập huy hiệu đạn màu bằng cách thực hiện 4 nhiệm vụ cá nhân mỗi ngày, bao gồm đăng nhập, diệt 3 mạng, đạt từ top 3 trở lên và chơi game đủ 30 phút. Tổ đội sẽ nhận được số đạn màu tương ứng với tối đa 4 đạn màu trên một nhiệm vụ một ngày. Bước 3, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, sử dụng huy hiệu đạn màu để tô màu và lượt miễn phí tô màu đầu tiên cho tất cả các bạn. Thật đơn giản phải không nào? Tham gia ngay hai sự kiện tổ đội tô màu từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 và sự kiện tô màu nhận thỏ từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 để nhận trang phục, tiệc bể bơi, nón lá Việt Nam, thẻ nhân đôi điểm xếp hạng. Lưu ý, bạn có thể quy đổi các phần quà của mình vào ngày 3 tháng 5. Các bạn ơi, còn chần chờ gì nữa mà không mau mau lập tổ đội nhận quà cả hội. Đăng nhập Free Fire ngày 3 tháng 5 để hốt quà cùng tổ đội. Trang phục thỏ tiệc bể bơi, nón lá Việt Nam, xe thỏ siêu tốc, mô thỏ du kích, ba lô binh đoàn thỏ, thẻ nhân đôi điểm rank cùng cơ hội nhận iPhone 11 Pro Max, tai nghe AirPods Pro và vô vàn các phần quà khác. Lập tổ đội, cả hội hốt quà. Và trở nên sport đỉnh cao.